Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì cũng khá lâu rồi mình mới trở lại channel của mình ha. Thì bởi vì mình đang trong kỳ thi, mình thì không muốn bị rớt môn cho nên mình không có. Sao ông kia thoát rồi? Có người vô kìa. Thì mình đang trong kỳ thi á, thì mình cũng không có muốn chơi nhiều để mình tập trung cho kỳ thi của mình á, cho nó tốt á. Nên mình không có ngưng, mình ngưng làm clip. Thì cái việc thì mà mình làm clip trò này á, thì mình cũng nói rồi, mình làm ngẫu hứng thôi, mình thấy vui mình làm chứ không phải là mình vào mình làm thường xuyên cho mấy bạn xem được. Thì cái đợt trước nó có ra map mà Escape from Anubis á, thì mình không làm được bởi vì cái thời đó là nó mới cháy server nên người đang còn hạn chế lắm. Bây giờ nó cũng dần dần, nó không phải nhiều nữa nhưng mà nó cũng ổn định lại xíu. Và kiếm phòng, mấy cái phòng mà survival này thì nó cũng dần ra rồi. Cho nên này mình sẽ đi vào mình chơi thử cái map Chernobyl bài mới thì luôn. Map này cũng mới update đâu khoảng 1 tuần 2 tuần, mà trong đó lúc đó mình đang thi cho nên mình không có để ý. Mình cũng chưa tham khảo cách đi của người ta được nữa, tại lo học không mà. Thôi cứ ráng mình vào đây, mình cũng mới đi thử một đoạn với lại một team kia luôn nha, cũng nâng cao như vậy nhưng mà mình không biết bắn grip, phải không biết bắn mà tại vì nó mình không quen map á, mình không biết núp ở đâu á, cho nên đi nó khó. Cho nên lần này mình đổi mình làm mét, có gì cover cho mấy ông. Mét như mình thì hồi kỳ mình đi đi được núi lửa hay là mấy map kia thì còn hổ báo được, chứ còn map này mình thấy khó tại vì mình một phần mình chưa quen nữa. Mà mấy ông này như đang farm trụ hay gì nãy ra mấy ông nói đi mới được đoạn à, tới cái hồ bơi dòng cái chết chết hết tim luôn, mình trụ không được. Thôi đi lần này mình hy vọng được cái này thôi, chứ bình thường thì mình chưa biết đi, mình cũng đi cơ bản trước nhưng mà ở đây không ai đi cơ bản, mình tìm riết không thấy phòng cơ bản nên thôi có cái mình vô phòng nâng cao mình mới ra. Map đẹp cái mình cái đồ họa lên luôn không? Này lên cao luôn sao đó. Bộ bóng còn đi đâu vậy? Ở đây. Just so you fellas know, we'll be experiencing communication issues on this operation. Some kind of interference. Ê. Nhấn lộn chuột. Mình mang giày gì gì ta, có thể lực yếu được không? Sao thôi ba, đi đường này đúng không, chỉnh độ bóng lên nó là vậy đó, khó chịu quá. Đập bóng hai cầm máu không? Ông hùng giờ mới vô. Ê! Hy vọng là team này có thể đập thảo quen hơn cái team nãy. Nói chứ cũng mới có mấy người nãy nè, hai kẻ bộ danh với Ken là cũng nãy nè. Vô nữa không? Nhớ còn nữa mà.
want you to look at these mushrooms, fungi or what have you. Never seen the like. Cái con này bắn không biết được. Tại đông lắm. Checkpoint. Restoration and revival complete. Canh tụi nó xuống. Mình cứ lộn cái nút ngồi tại lâu mình cũng chơi hết rồi. Thôi đó. Thôi, tại vì chỗ này hồi nãy cái đạn được đánh tiếp chết hết 2 bạn chứ. Okay, we got high radiation zones from here on out. If your guy đi chậm chậm xíu không cho tôi đi tới ngắm cảnh nữa coi. This isn't something our medics can treat. Hắc kìa. Heads up. These zombie cyborg things have been on guard. Black special unit. So you better not take them lightly. Hình như là hắc rồi. Ghê thế. Sau clip này không biết cũng nếu mà mình nói sự thật nha thì từ bên cái đạn mà bên mình lúc còn chưa đột kích á thì đến cái đạn mấy cái pháp siêu khó mình đột kích á thì mình cực kỳ mà muốn có một thằng hack vô mình chơi, tại vì nó kiểu như là nó giúp mình á, nó kiểu như là nó kéo giùm mình luôn. Chứ không phải là nó một ba bên đây thì không biết sao mà mình nghĩ là hack cũng là một chuyện không nên thôi. Thì chơi cái gì mình nghĩ là thua thì cũng không có sao, nhưng mà nghĩ là mình chơi cách trong sạch thôi. Bắt đầu theo con Ken nói tới cái hồ bơi nè, má nãy chết hơi nhục chỗ này. Ông này phải hack không ta hay sao, chứ nếu mà hack thì thường là bắn hết shot không à. Sao hai bạn này nó xuống ở đây đâu. Tụi này tôi bơm máu địch dùng thuốc không thì chống. What the fuck. Bắn kia gì viên chết rồi. Sao chỗ này FPS nó thuộc kia không? Má không có xì nhíp cho nên chết từ này đấy. Bắn trước đi. Kiếp. Canh cái thằng đi moment đi. Hãy chết 2 lần đi. Oh.
mấy ông mà thường thì hôn máu cho tôi vô. Cố lên, cố lên ông này. Wow. Chịu đi, chịu đi. Nghĩ là team chắc không khác đâu. Chịu đi phải không? Tôi canh cái thằng Demoman này nhé. Mỹ. Trời ơi. Đúng rồi, nãy mình quên đang khói đi. Sao chỗ này lâu chứ ta? This green goo you're seeing is connected to Chernobyl somehow. We don't know exactly what it is at the moment, but we can assume it's radioactive. And central to Blackwood's operations here. Qua được cái đoạn kinh khủng nhất. Đi, ra khỏi được cái khói cái này rồi. Dễ quá. Health and armor restored. Teammates revived. Hey, yeah. Đi. À, chắc là đi trúng mấy cái miếng xanh xanh này nè, chắc là quá hồng quá. Đứng yên lại không chứ. Wow. Rồi giờ là ấy. Wow, mấy phiên. Ơi, cái map nâng cao gì mà thấy kinh khủng dữ kìa. Ammo, health and armor restored. Teammates revived. Đập nữa. Không, chỉ cần tiền phát thôi. Ơi, khó vậy. Bốn chiếc bơm. Cố mà chạy qua coi nó cái map gì đâu. That first line back to rearm. Get into position. He will be back. Checkpoint reached. All expendables restored. Khi đã thấy chiến đấu ở đây nữa nè. Ké đi đâu vậy? Phải có rocket chứ đâu. Kìa lấy đi. Đấy. Đáng gì mấy ông.
Tôi không biết làm gì, tôi chỉ biết ngồi tôi bút máu cho mấy ông thôi. Thật ra thì cực ráng cứu ông kia cũng được. Quả nữa. Đó vậy đi. Để ngông chủ tí nữa đi. Giờ sao đó. Trời. Ông nội ơi, bắn xuống máy luôn đi. Ok, chắc vô đây là mình hồi sinh lại được rồi. Và nãy mình ẩu quá. Vô. Đi theo cái ông này. Ok. Có ai bung được không? Không biết chỗ bung luôn ấy chứ ở đó. Bunker complex here, boys. À, lấy cái đó đi. Blackwood's got lấy something they don't want us to see. And they'll fight like heck to keep it that way. These turrets are protected by a force field, so try using your RPG. Oh, mình lo rồi. You might disable it for a few seconds at least. Ông ấy vô trong đạn cái ống đúc nè. Yeah.
chà đứng ngầu đó. Use your RPGs on the turrets. That's the only way to remove the shield and destroy it. Gì trời? Có cái ông kia nó nứt bên này đi, nứt ngoài chi chứ. Ủa vậy bàn là phải đứng thủ vậy hả? Ok, đi được rồi ta. Sao mấy ông núp hết vậy? Ồ, có ai đây núp cũng được. What the fuck? Đâu ra không? Sao mình không thằng máu gì cho ông này ta? Còn thứ giá đây. No. Mày đi bắn mày hả? Cái gì vậy? Ủa, mình tưởng bắn viên là cái thao con nghĩ nó đi chết rồi. Đi cực khổ quá. Bắn tiếp đi ông. Đừng có chết. Ơ à? Chuyện chết là mấy con này mấy châu đó. Mệt thiệt luôn á. Teammate revive. Mới 22 phút rồi.
một trận bình thường tới 4 mấy phút. Okay, nếu mà không biết đi. Let's find out what's going on. Great work. We got the data coming through now. I'll brief you the moment we break the encryption. Okay, tập hợp ở đây. Cái gì cũng vậy, lần đầu đi mới có cái cảm giác thấy khó khăn sao? Cái đợt mà Anubis mới ra thì lần đầu cũng khó khăn. Tắm xong cứ đi. Ghê. Yeah. Gì đấy? Cái thoảng này gì? Máy phẫu thuật gì đấy? The stats I'm getting are off the charts. They're nigh on unstoppable. Đây là bãi giữ xe. Này là mình nhớ tới cái tháp cá mập điên. Cũng có cái chỗ y chang gì. Okay. The sand does have one weakness. Knock it down at range, then close in fast for a night kill. Keep back, man. Take this cyborg down from a distance. Oh. Gần nó. Keep shooting till the balls, then knife it. You're a good hand, soldier. Cái con này là con gì? Ông nội. You can only finish this thing with melee weapons. Tội nghiệp. Ra rồi đó, từ đó tới giờ mình chơi mới hồi sinh được 100 lần. Chọn 2-3 cái rồi chạy ra. Ông nội. Chạy. Từ nghiệp phải cứt rồi. Có đứng mà nằm mà bò tới hả? Dạ. That is just outstanding. Xong rồi. You took down a set. Ê, đứng. Hết hồn mày. À. Checkpoint reached. All expendables restored. Oh, gì đó. Oh. Ê, ông hồi sinh luôn hả? Bắn chân đó hả? Chết rồi. Bắn thúng thôi. Vì của nó bắn thôi không. Hey.
ông kia ông nằm bất bất động luôn. Ê ê ê ê ê ê cái con này mắc cười thiệt á, không anh chết bậy cũng mắc cười nữa. All expendables restored. À trời, cứ thấy dùng hài hài sao đúng không? Oh, hold up. Giờ mới chết, giờ mới qua. Giữ con kia. Thôi con kia nó thấy được tôi. Chắc mình di chuyển. Mắc cười ghê. Cái con này nè. Tút tít 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 tút tít tít. Ok, còn con kia. Ok, cầm cái nhắn tin đi. Đắp, đắp. Tút tít 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 tít. Ôi, hai mét chết rồi, chết bà. Sao hai con cùng lúc vậy? À, để mấy ổng làm coi được chứ. Ôi, gì thế trời, em để thua tại đây. Hiểu rồi. Chắc team này cũng mới lần đầu đi, sao có mấy ông có ông biết đi à. Mà tức thua mà tức cười ghê với con này. Ha, tìm đi, đi mà thất bại, what the fuck. Thôi nghỉ, thôi nghỉ đi chứ. Để tôi đi, tôi lên mạng, tôi học cách chơi tụi nó coi. Đi lần này hơi ẩu là mình không có coi trước, mình không có tham khảo trước ấy. Thôi lần sau mình đi, mình
tham khảo để đợt sau mình sẽ phục thù cái này. Chứ nói thật luôn, cái Escape ở Anubis là mình chưa chơi luôn á. Với lâu rồi mình không có đi mấy cái survival này. Ok, thì clip của mình tới đây thôi nha. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhấn like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.